Hola, te noticia. Hello. Okay. Hello. Hola, te noticia. Yes, hello. Okay. Do you hear me? Do you hear me? Yes. Okay. Yes. Okay. How are you today? Huh? It's okay. It's okay. 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 It's okay. Hay là I am okay. It's okay. Nếu mà cô hỏi là con có sao không? Are you okay? Thì con có thể nói là I am okay. Được chưa? Nhưng mà cô đang hỏi con nói câu một nó okay thì it's okay thì chúng ta không nên. Được chưa? Chúng ta phải nói là I am okay. Được chưa? Yes. I am okay. Như vậy là hay hơn. Yes. Okay, I see that you send your homework to me. And okay. I checked and I saw that you completed your homework very well. Okay, cô có chỉ có một vài nhận xét thôi. Tất cả những cái câu mà con làm ấy, từ câu này tất cả từ câu này đến đây đều ổn rồi, là đúng hết rồi. Tuy nhiên có một câu 3 thôi, có một câu 3 chúng ta sẽ phải dịch cái ngữ nghĩa làm sao mà mình viết lại câu bị động nó có một chút là hợp lý. Con đã hiểu bài và con đã làm đúng. Tuy nhiên chúng ta sẽ đặt nhá, chúng ta sẽ đặt ví dụ nhá. Con nói là my next birthday party a new dress. Ok, cái gì được mặt? Thì ở đây cái được mặt là gì? A new dress, đúng chưa? A new dress. Cái đề bài của chúng ta là gì Hà nhỉ? Hà đọc cái đề bài cho cô xem nào. Em không chép đề bài. Ok, cô chép đề bài đúng không? Rồi, bây giờ cô xem lại cái đề bài nhé. Cái đề bài là gì ta? Để cô xem lại cái đề bài. Cái đề bài là I wear a new dress on my next birthday party. Ok, cô viết lại. I wear a new dress on my next birthday party. Đúng không? Thì cái từ wear này là cái từ mà chúng ta phải chia đúng không nhỉ? Thế từ wear là mình đã chia thành là will wear rồi đúng không? Bây giờ viết lại. Câu này nó sẽ là cái bộ váy này được mặc đúng không? Thì mình sẽ viết là gì nhỉ? Mình sẽ viết câu này là a new dress will be wear will be wear. Nào, quá khứ của wear con thứ ra là gì nhỉ? Wear phân từ hai của nghe. Phần thứ hai của em là gì nhỉ? Worn. Ok. How do you spell it? How do you spell worn? Con đoán gần như nào? Worn, ok. Nào. Nào, chúng ta sẽ đánh vần như nào nhỉ? Đáp lý worn đúng không? Đọc đúng rồi. Bây giờ con đánh vần cho cô. Worn. O. O. R. N. And, được chưa? Worn. Will be worn. Gì nhỉ? Gì nhỉ? By me. By me. Gì nữa?
gì nữa? Vào dịp on my, con đọc tiếp đi. Next birthday. Ok, birthday party, đúng không? Đó, được chưa? Vậy là câu này nó đã thành là cái câu đúng thì chúng ta thay đổi một chút thôi. Ok. Hôm nay là thứ hai. Ok. Được, hả? Con sẽ chữa cho cô duy nhất câu 3 nhé. Chúng ta sẽ chép cả câu gốc lẫn cái câu cái gì nhỉ? Chép cả cái câu gốc mà cái câu con chia là will wear nhá. Tức là I will wear a new dress on my next birthday party. Thì mình sẽ chép cả câu đấy. Rồi ok. Đây là wear. I will wear a new dress on my next birthday. Thì mình sẽ viết thành câu bị động như sau. Yes, okay. Now, so, okay. Now, all your answers are correct, but number three, you mistook the meaning of these sentences. Tất cả đều đúng rồi. Từ câu năm này chia ở thì tương lai gần đến cái câu chia của cô xong rồi là viết lại viết thành câu bị động thì đều chính xác hết rồi. Được chưa? Correct. Chỉ có mỗi câu 3 là mình chưa dịch, mình làm bộ đấy, cho nên là mình bị nhầm lẫn thôi. Được chưa nhỉ? Ok, good job. Lần này làm bài tập thì sai ít hơn là nhiều. Được chưa? Ok, great. Now, okay, have you finished? Yes. Yes, ok. Cảm giác làm bài tập đúng nhiều lên, con có cảm thấy gì? What do you feel? Con cảm thấy cái gì? Làm bài tập đúng thì cảm thấy ra sao? Lúc bình thường, lúc vui. Lúc bình thường, lúc vui, oh my god. Ok, chúng ta có thể pretend, chúng ta có thể nói là vui. Tại vì là đa số là làm bài tập đúng thì chúng ta đều có cảm giác là very happy. Very happy, right? Đấy, cảm giác vui, tại sao lại không nói với cô là I am very happy nhỉ? Ok, but what is the date today? Today is Monday. Yes, ok. Cô còn nói đầu tiết rồi, tuy nhiên cô vẫn hỏi lại. Thế hôm trước mình học cái gì? What did we learn in the last lesson? Câu bị động. Câu bị động. Câu bị động. Yes. Okay. Câu bị động nè. Bây giờ con nhắc lại cho cô là câu bị động gồm những cái thành phần gì và cấu trúc nào. Can you tell me its structure? Cấu trúc. Ok. Its structure. Là câu bị động thì có những cái gì nhỉ? Con đọc cấu trúc nè. Chủ ngữ. Chủ ngữ. Ok. Chủ ngữ. Ok, cộng với cái gì ra? Will. Will. Be. Be. Thì là verb phân từ cột hai, right, gì nữa nhỉ?
Bài. Bài. Ok, good job. Cậu với. Tân nữ. Ok, great. Rồi. Cái phần này mình không bị nhầm lẫn nên là nhớ cũng dễ hơn và làm bài tập hơn rồi. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp theo. Chúng ta đang đến cái slide passive voice, right? Ok. Passive voice. Ok. Let's see. Ok, I will play this again to help you to revise. Cô sẽ bật cái này để Hàn nhớ. Ok, hôm trước chúng ta có học đến cái phần này. Các bạn nhớ không? Right? Cái cột này á. Bây giờ Hàn à, close your book. Close your book, please. Yes, ok. So do you remember? Chúng ta sẽ đổi như nào khi cái chủ ngữ she chuyển sang là tân ngữ nhỉ? Bài gì đây? Okay. He, it, dụng việc. Yes, good job. We, nếu mà mình không nhớ cách phát âm thì còn nhớ cách viết không? Do you remember? Cô gợi ý nhé, cùng có hai chữ. Bắt đầu bằng chữ U. Us. Us, ok. Rồi, you. À, ok. They. Them. Good job. Ok. Great. Now. So chúng ta có bảng động từ, bảng động từ cột 2 đúng không? Past participle. Participle. Thế chúng ta nào, Hà nhìn vào đây. Và chúng ta có rất nhiều động từ. We have lots of vocabularies and we have lots of new words and verbs. Right? Verbs, tất cả những cái này đều là gì đây? Động gì? Động từ. Đúng không? Ok, nên chúng ta sẽ phải ghi nhớ cái cách nó viết để chúng ta biết quy tắc. Sao nó lại chạy đi nhỉ? Ok, và cô sẽ chỉ một vài động từ mình điển hình mình hay gặp và cô sẽ gửi cái bảng này để Hàn thuộc. À, thật ra này là con có cái quyển động từ bất quy tắc rồi thì con không cần bảng này nữa, được chưa? Rồi, hãy nhìn vào đây cho cô. Nào, chúng ta có từ awake, awake và awaken, right? Thế còn awake, what is the meaning of awake? Sáng sớm thì chúng ta sẽ thức dậy, đúng không? Thì awake có nghĩa là thức dậy, tỉnh giấc ạ. Ok, thì thằng này nó sẽ là quá khứ awake và awaken. Thế bây giờ còn nhiều cái từ, thì ví dụ như là từ break không? Còn nhiều cái từ break, phá vỡ không? Break, đây, sẽ viết cho con từ break. Từ break có đâu không nhỉ? À đây rồi. Ok. Nào, chúng ta nhìn nào. Từ break này. Đúng chưa? Từ break này. Từ broke này. Từ broken này. Được chưa? Nó có khá kiểu như nó hơi giống với cái dòng đầu tiên này đúng không? Right. À, ok. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái điểm chung đấy là một vài nhá. Bây giờ mình nghe cô nói để mình nhớ. Một vài cái động từ phân động từ của hai ấy, thì nó sẽ cái đuôi tận cùng của nó là en, được chưa? Một vài thôi, điển hình thôi. Nhưng khi mà chúng ta bắt gặp là nó là cái đuôi en thì mình có thể đoán được là nó là ở dạng phân từ cột hai, được chưa? Phân từ cột hai. Ok rồi, thế cô nói qua như vậy để Hà nắm được. Thứ hai chúng ta tiếp theo nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang
cái dạng đấy là bị động ở thì quá khứ đơn. Hôm trước mình làm ấy thì hoàn toàn là bị động ở thì tương lai, đúng không? Tương lai thì phải có từ gì? Tương lai gần thì phải có từ view, đúng chưa? Đúng không? Đấy, tương lai gần thì luôn luôn có từ view. Thế hôm nay Hà hãy ghi cho cô grammar. Con ghi cho cô grammar. 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 Cô bị động. Mà thì quá khứ đơn. Cô bị động và thì quá khứ đơn. Ok, lại cô đóng cái cửa hơi ồn chút. Cô bị động và thì quá khứ đơn. I am back. Yeah, finish. Finish. Yes, okay. Now, bây giờ chúng ta đã làm được cái câu đấy là ở phần bị động của thì tương lai gần rồi. Thì khi mà chúng ta làm câu bị động, mình cứ tự tin đi, mình đã làm được cái câu ở phần tương lai gần rồi. Thì cái này ở thì quá khứ đơn nó không có gì khó cả. Quá khứ đơn thì đương nhiên là những động từ của nó hay có đuôi gì đây? Đuôi từ, tức là thêm ed, từ hoặc là được. À, thế bây giờ nhìn cho cô này, cái động từ to be. Động từ to be này thì gì đây? Was. Thì gì nhỉ? Quá khứ đơn. Đúng rồi, quá khứ đơn. Ok. Thế bây giờ nhá, mình sẽ có một cái công thức, cô sẽ cho cái công thức đảm bảo là chúng ta sẽ làm đúng hết. Ok. Nào, đây là công thức của chúng ta như sau. Wow. Phòng công thức. Finish. Okay. Okay, look at this form. Nhìn vào công thức này chúng ta thấy chủ ngữ. Gì đấy? Động từ gì nhỉ? To. To be. Và động từ to be là gì ở thì gì? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Và chúng ta cũng có gì nhỉ? Verb phân từ 2. Đúng rồi, verb phân từ cột 2, được chưa? Và chắc chắn câu nào cũng có hầu hết nhá. Cô bảo không, không phải là tất cả nhưng hầu hết ở trong câu bị động đều có từ gì nhỉ? Bài và tân ngữ. Ok, thế bây giờ Hà hãy nhìn vào đây. Hà giúp cô phân tích câu này nào. Đâu là chủ ngữ? Đâu là verb phân từ cột 2 và đâu là tân ngữ nào? Chủ ngữ nào? Giờ gì? Lại. Chủ ngữ là gì con? Con đọc đi, con cứ đọc đi. Ờ, ok. Rồi, the light bulb là gì? Chủ ngữ. Ok, chủ ngữ. Thế còn tân ngữ nào? Edison. Mình có biết Edison là ai không? Hả? À thế à? Cô cũng không nhớ lắm ông này là ai. Ok, Edison là ai nhỉ? Cô cũng không nhớ lắm Edison là ai, thật đấy. Cô biết rồi, nhưng mà cô nhiều khi cô rất hay quên tên. Hà mà
kiểu sau này mà cô lâu không nói chuyện với Hà là quên luôn Hà từng là học sinh của cô. Ok, Edison được chưa? Edison là tân nữ. Thế bây giờ mình so sánh ở trên đúng không? Mình thấy thằng đây là cái thằng gì? Trên câu này thì Edison là có chức năng là gì? Là vị trí gì trong câu đây? Chủ ngữ. Ờ, chủ ngữ. Và xuống đây thì nó sẽ là gì? Tân ngữ. Đúng rồi. Và ngược lại thì thằng này ở trên đây nó là tân ngữ thì xuống đây nó sẽ là ngữ. Đúng rồi, ok. Good job. Và điều duy nhất chúng ta phải nhớ ở trong cái câu bị động thì có từ đơn đấy là động từ to be. Động từ to be ở đây phải là thì quá khứ đơn. Được chưa? Và nó có hai dạng. Một là was, hai là were. Right? Right? Ok. Rồi. Vậy là hiểu bài đúng không? Và chúng ta dễ làm luôn. Có công thức. Ok. Did you write out your form? Did you write out? Yes. Yes. Ok. Now, next. Alright. So, we have these sentences. Okay, so can you help me to analyze underline cái gì? What is subject? Cái gì là chủ ngữ ở đây? Câu này là xác định cho cô đây là câu chủ động hay câu bị động đã? Nó có động từ to be không? No. Vậy thì nó là câu gì? Câu chủ động. Chính xác, câu chủ động. Vậy thì đây là câu chủ động. Mình sẽ phân tích chủ động bình thường. Câu chủ động thì nó có các cái thành phần là chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Right? Ok. Thôi thế, vậy thôi. Nào thế chủ ngữ nào. Thế bây giờ đến chủ ngữ nào. Chủ ngữ thằng này nó luôn là đứng đầu. Được chưa? Cái chủ ngữ là gì? ok. Nếu mà con không biết thì con có thể đoán cách đọc. Được chưa? Mình chưa biết tiếng Anh nào thì mình cứ đoán cách đọc bừa lên rồi cô sửa. Hà cứ đọc lên rồi nào. Hà cứ đọc lên. Wow. Nào không biết đọc tiếng Anh thì mình đọc tiếng Việt. Gì đây? Thằng nào? Thằng màu trắng. Ok. Rồi, speak up. Con cứ nói đi. Wow. Màu đỏ là chủ ngữ. Ok, màu đỏ là chủ ngữ đúng không? Rồi, màu đỏ là chủ ngữ. Ký hiệu là gì cơ? Chủ ngữ. Yes. S, ok. Rồi, tiếp theo nào. Động từ đâu? Là màu đen. Ok. Rồi, ok rồi. Ok. Mà vừa rất ngộ nhưng mà đúng. Ừ, thế còn tân ngữ thì sao? Ừ, còn lại đúng không? Tân ngữ là gì? Cô hỏi tân ngữ trong câu này chứ tân ngữ không phải là o. Ok, tân ngữ là gì nhỉ? Còn lại. Đúng là còn lại thật. Nào, thì bây giờ cô Nương viết cho cô cái câu viết lại như nào. Đó, cái tên từ be này đúng không? Là cái thằng quá khứ. Và nó là động từ quá khứ rồi. Thì bây giờ mình viết lại phân từ 3 của thằng be là gì? Con biết không? Vẫn là nó. Đó. Nhiều từ nó rất là buồn cười. Nó vẫn là nó. Thế bây giờ nhấc thằng tân ngữ lên thì mình sẽ làm như nào nhỉ? Đừng đọc của cô là chữ màu tím cho chữ màu đen và chữ màu đỏ nhé. Bây giờ con phải đọc đi. Con phải đọc tiếng Anh nhé, nó mới quen. Nào, con đọc đi. Villamit, ok, rồi cũng được. Gì nữa? Gì? Chữ này có đọc được không? Chữ này chắc chắn đọc được. Này. Ờ, đúng rồi. Cái này đọc sai cũng đọc được. Con cứ đọc đi.
Dạ. Ừ, gì ra, ok. Nghe chứ cứ như linh ra nhỉ. Ok, tiếp theo nào. Động từ to be ở đây là gì? Wow. Mấy chữ? Ba chữ. Chắc không? Ok, nào như thế. Rồi cái chữ này của cô có S. Đúng không? Đúng không? Chữ S. Vậy nó phải là vua ba chữ ở word. Ok. Yes. Ok. Were built by Egyptians. Alright, được chưa? Đó. Hà bây giờ Hà bây giờ cô viết một câu chủ động, Hà thì viết một câu bị động nhé. Lại câu hôm trước đi, lại câu hôm trước đi. Tôi đã nấu tôi đã nấu tôi đã ăn con cá này. Hôm trước ấy. Đấy. Hôm trước mà cô bảo là thay vì nói là mẹ ơi con đã ăn con cá này, con cá này đã bị ăn bởi con á. Đấy. Nhớ không? Con nhớ không? Tôi đã ăn con cá này nhá. Ai ăn quá khứ? Từ quá khứ của từ ít là từ gì nhá? Quá khứ của từ ít là từ gì nhỉ? Con nói đi, trời ơi. Sai, cô có đánh không? Trời ơi. Không thích đọc. Thế thì con đánh vần cho cô. ATE. Ừ, ATE giống ATM quá. Rồi, tiếp theo nào. Của ATE. Ok. Vậy thì phải tiếp theo. Tâm từ của ba thì sao nhỉ? Đấy, không nhớ là phải nhớ. Không nhớ là cô Trinh hỏi không nhớ là phải dò lại bài trước ngay. Bởi vì là vừa nói bài trước nên là hôm nay chưa thể nhớ kịp. Ít chừng. Dần, câu này thì lại đọc đúng mà sao quá khứ lại đọc sai nhỉ? Okay, chừng. Rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ nói tôi ăn con cá này rồi. Ai? Từ này nữa. Ate. This fish. Ok, can you repeat after me? Oh, I'm sorry. I ate this fish. I. Okay, repeat after me. I. Con đọc nào. I ate. I ate this fish. Okay, fish. Fish. Alright. Nào, thì bây giờ chúng ta cùng làm lại là chúng ta cùng nói là con cá này bị ăn bởi tôi. Đã bị ăn bởi tôi nha. Con cá này. Con cá nào? This fish. Đúng rồi, this fish. Ok. Gì nữa? Đã bị ăn bởi tôi. Cái gì đấy? Was. Đúng rồi. Đã bị ăn bởi tôi. Ừ, ý tưởng. Chắc là không nỡ lòng nào ăn cá ăn à. Không nỡ lòng đọc chữ ý tưởng nào. Bởi tôi. Bài. Bài. Ừ, bài mì. Đúng rồi. Construct. Ok, hiểu vấn đề của cô chưa? Do you understand? Yes. Ừ, dễ chưa, dễ chưa? Dễ rồi, dễ rồi. Ok. Tiếp theo nha. Chúng ta sẽ có các câu khác. Ok. Chứ đồ nói chuyện hăng quá màn hình đơ. Ok.
Ok, chắc là cô phải bật lại màn hình nó Hà ơi. Cô sẽ trở lại sau 2 phút nhé. Rồi. Ok, thank you. Sao lại đâu?